Hôm nay em đang xin phép được dành một chút thời gian để tận hưởng không khí ở đây. Hôm nay là Khánh Linh đến đúng cái ngôi nhà mà thực sự là kiểu như trong đúng mơ của Linh ấy. À? Đúng kiểu Khánh Linh thích, tức là nó vừa rộng vừa thoáng mà lại được thiết kế theo cách Indochine. Một kiểu Indochine. Xin chào mọi người đang cùng quay trở lại với nhà em. Ngày hôm nay chắc là nhìn khung cảnh này mọi người cũng sẽ đoán ra chúng ta đang không ở Hà Nội. Nhà em sẽ đưa mọi người đến với khu Venus Resort thuộc Flamingo Đại Lải, Vĩnh Phúc. Và trong khu này thì mọi người cũng sẽ thấy là có rất là nhiều căn biệt thự mới và mới được khởi công. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến tham quan một căn biệt thự khá là đặc biệt ở đây. Chính là ngôi nhà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm, một ngôi nhà có tên là Casa de Julio, ngôi nhà tháng 7. Tại sao nó lại có tên gọi là như vậy? Sở dĩ bởi vì chủ nhân của ngôi nhà này mua và khởi công cái căn nhà này vào tháng 7. Và bật mí mọi người nha, đây là một ngôi nhà mà Khánh Linh cực kỳ yêu thích. Và tại sao lại yêu thích thì lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Nhưng mà trước tiên thì hãy cứ nói về cái diện tích tổng quan của ngôi nhà này đi. Đây là một ngôi nhà có diện tích 500m², khu đất, diện tích xây dựng một sàn ở bên trong là 150m², và nó có giá trị là 15 tỷ đồng. Nhưng mà thật may ấy là chúng ta có thể đến đây thuê để mà trải nghiệm cái ngôi nhà này với cái mức giá rất là hợp lý, chỉ khoảng 4 triệu rưỡi trong tuần và 8 triệu rưỡi cuối tuần. Đấy là mức giá trong thời điểm mùa dịch này. Các bạn hãy đỡ tôi đi. Xỉu ấp xỉu đau luôn này. Ok, còn về phần thiết kế ở bên ngoài thì mọi người sẽ thấy rằng đây là một ngôi nhà được sơn màu trắng toàn bộ và nó có những cái chi tiết điểm nhấn, ví dụ như là khung cửa được sơn màu đen tương phản. Được trồng rất nhiều cây, không chỉ ở trên phần lô gia kia đâu, mà còn ở dưới vườn này thì mọi người cũng sẽ thấy là gia chủ cũng đầu tư rất rất nhiều, rất kỹ vào cái phần không gian sân vườn. Và chính vì thế nên nó hoàn toàn khác biệt so với tất cả những căn biệt thự trong khu này đấy mọi người. Đây chính là lối đi mà sẽ dẫn chúng ta vào những cái không gian ở bên trong ngôi nhà này. Được lát đá này, đan xen với cả phần cỏ, nhìn rất là tự nhiên đúng không? Hai bên lối đi thì được bố trí đèn để mà trang trí. Vào bên không gian bên trong này thì sẽ có 3 lối đi. Đấy, hai lối đi thì dẫn chúng ta ra cái khu vườn rất đẹp ở hai bên. Lối đi này sẽ dẫn chúng ta vào cái không gian ở bên trong. Các bạn chọn lối đi nào, còn Khánh Linh sẽ chọn lối này. Vào thẳng chủ đề luôn ạ. À? Ok, bây giờ thì nhà em xin mọi người hãy cùng vào bên trong tìm hiểu với anh em tôi. Xin mời. Ngay khi mà mới bước vào những không gian ở bên trong ngôi nhà này thì chắc hẳn là rất nhiều người đã đoán được đây là phong cách gì rồi đúng không ạ? Với những khán giả mà thường xuyên theo dõi chương trình nhé thì chắc hẳn sẽ nhớ rằng đây là phong cách mà Khánh Linh đặc biệt yêu thích, phong cách Indochine. Thế còn với những ai mà lần đầu tiên hoặc là mới theo dõi chương trình nhé trong những cái số gần đây thôi thì Khánh Linh có thể giải thích là tại sao em lại yêu thích phong cách Indochine này như vậy được không? Khánh Linh xin được mạn phép chia sẻ một chút về phong cách Indochine mà mình yêu thích. Đây là phong cách mà mình thấy nó có sự giao thoa bản sắc giữa nét truyền thống và hoài niệm của Á Đông mình ngày xưa, cộng thêm một chút lãng mạn và hiện đại của Pháp. Nó tạo thêm một cái tổng thể tĩnh lặng, rất là đẹp, rất là tao nhã nữa. Về sau mà có tiền thì chắc chắn là sẽ thiết kế. Chắc chắn là sẽ là phong cách này. Ngôi nhà trong tương lai kiểu này đúng không? Ok, quay trở lại ngôi nhà ngày hôm nay của chúng ta thì ở bên trong này như đã giới thiệu mọi người có cái phần diện tích xây dựng là 150m², và đây là một căn có thể nói là biệt thự nghỉ dưỡng, cho nên là mọi cái thiết kế của nó đều trông rất là phóng khoáng và nhìn có thể nói là gọn gàng ngăn nắp. Ở trong này mọi người sẽ thấy là cái gam màu chủ đạo là gam màu trắng của những cái mảng tường và được tương phản bởi những cái màu tối của gỗ hay là của gạch. Đấy, phần gạch thì cũng được ốp gạch bông đúng như cái phong cách đặc trưng của phong cách Indochine. Ngay cái cửa ra vào chúng ta có một cái phần sảnh đón tiếp, và ở phần sảnh này thì Khánh Linh thấy sao? Sảnh này em thấy rất là ấn tượng. Và thay vì cái thiết kế đơn điệu như bình thường ở những công trình khác, những công trình bình thường khác, thì em thấy là đây, góc anh Duy đang ngồi là chỗ mà mọi người sẽ đoán đây là khu vực gì đúng không ạ?
mình sẽ cho mọi người biết đây chính là khu vực tủ để giày và đây là ghế để mà ngồi đi giày. Đúng rồi, rất là chu đáo. Ở đằng sau thì cái bức tường này cũng rất đặc biệt này, nó được ốp gạch lông vũ. Gạch lông vũ tức là gạch mà nhìn như hình cái lông vũ ấy. Đúng rồi, nhìn rất nghệ thuật đúng không? Rất là đẹp. Thôi mình quay sang bên này nhỉ. Ở bên không gian bên này thì chúng ta sẽ thấy ngay rằng đây là khu vực phòng bếp và phòng ăn với những cái thiết kế rất đặc trưng của phong cách Indochine. Ghế phòng ăn thì được ốp cái phần mặt lưng đằng sau là mây đan này. Mây đan. Đó. Bàn ăn thì được sơn màu gỗ tối, sử dụng chất liệu là gỗ sơn màu tối. Xung quanh thì mọi người sẽ thấy rằng có rất nhiều những cái ô cửa để mà nhìn ra bên ngoài. Đấy, thì những cái căn biệt thự thổ ở đây ban đầu nó sẽ không có những cái mảng tường này đâu, mà nó kiểu như là nó để hở. Thế xong rồi các kiến trúc sư đã phải thiết kế lại. Thế thì ở bên này sẽ có hai cái ô cửa lớn để nhìn ra cái lối đi đằng bên hông nhà. Ở đây một ô cửa, bên kia một ô cửa. Ở phía giữa có một bức tranh cũng khá là đặc sắc. Bức tranh này Linh có biết chủ đề của nó là gì không? Bức tranh này ai nhìn là cũng biết. Bức tranh này là bức tranh có tên là con rắn, con hổ và con gà. Chính xác luôn nhé. Và tại sao lại có bức tranh ở đây? Thực ra đây là tuổi của những cái chủ nhân ở trong ngôi nhà này. Rất đơn giản là như vậy thôi. Và được vẽ tay cũng như là được tô màu thủ công lên trên này. Đó. Và ở phía sau lưng của em là khu vực bếp. Thì mặc dù đây là một cái căn biệt thự nghỉ dưỡng thôi, nhưng anh thấy cái phần bếp cũng được đầu tư một cách rất là kỹ lưỡng và cầu kỳ. Cụ thể thì bếp có gì nhỉ? Khu vực bếp này Khánh Linh thấy là đang hơi bị xịn quá so với cả một căn nghỉ dưỡng. Bởi vì mặc dù đã đi rất là nhiều công trình rồi, phải đến tầm gần 200 công trình rồi, nhưng mà đây là biệt thự nghỉ dưỡng đầu tiên mà Khánh Linh thấy làm theo phong cách Indochine. Thế nên là mọi đường nét cũng được trau chuốt rất là cầu kỳ và cẩn thận. Nhớ chúng ta nếu mà nhìn kỹ vào đây thì phần đảo bếp được sử dụng cái chất liệu đá rất chắc chắn đấy, và màu cũng rất đẹp. Ngay cả cái phần tay nắm đây, như mọi người nhìn thấy cái tay nắm được làm bằng đồng này, nó cũng mang cái họa tiết đặc trưng của phong cách Indochine. Ở phía sau là một loạt các cái trang thiết bị rất cơ bản, ví dụ như là chậu rửa, bếp từ, tủ lạnh, hai cánh. Tuy là trông có những cái nét hoài niệm nhưng mọi người yên tâm là trong này thì vẫn có đầy đủ những cái trang thiết bị rất là hiện đại mà mọi người cần trong căn bếp. Đây, bồn rửa này, bếp điện từ này. Trong này thì có cả lò vi sóng, lò nướng này và rất là nhiều hệ tủ để cho mọi người có thể để đồ. Và một điều nữa làm anh ấn tượng ở trong khu bếp này thì thực ra là cái thiết kế của nó rất thông minh. Đây là cái thiết kế mà ngay từ đầu bàn giao thô đã có rồi, tức là cái ô cửa này đặt ở chỗ này thì khi mà mình nấu nướng ấy, cái không khí gây mùi khó chịu nó sẽ dễ dàng thoát ra ngoài nếu mình mở cửa ra. Rất là hợp lý. Hay nhỉ, tuy chỉ là một căn biệt thự nghỉ dưỡng thôi nhưng mà họ cũng đầu tư một cách rất là chỉnh chu. Bây giờ thì mình sẽ đi sang khu phòng khách đi. Đây, phòng khách ở bên này. Nhìn đâu trong căn nhà này cũng sẽ thấy là những cái nét mềm mại của phong cách Đông Dương. Nó ở tất cả mọi ngóc ngách, như là cái phần đây gọi là gì ta? Đây là vách ngăn, giữa hai khu vực sảnh và phòng khách, phòng sinh hoạt chung. Thế thì mọi người sẽ thấy rằng là cái không gian bên này nó cũng rất là đẹp mắt. Nó được sơn cái gam màu trắng ở trên những bảng tường này. Có những cái đường viền ở khung cửa màu đen tương phản. Cũng có những cái bức tranh ở đằng kia. Và điều mà làm anh ấn tượng ấy là những cái chi tiết nội thất ở trong này. Ví dụ như bộ sofa, nó cũng có những cái họa tiết rất là vui mắt. Sofa này thì khỏi phải bàn rồi, vẫn là chất liệu là gỗ và mây đan và được kết hợp khéo léo giữa những gam màu, ví dụ như là màu trắng kem này, màu đen này, tạo nên một cái tổng thể nó rất là trang nhã. Đúng rồi. Chưa kể là ở trên có những bộ đèn chùm, rồi điều hòa âm trần cũng được hoàn thiện một cách rất là đầy đủ. Những cái ô cửa sổ lớn như thế này sẽ giúp chúng ta nhìn ra cái không gian ở bên ngoài rất là thoáng đãng. Căn này thì có bể bơi. Lát nữa thì mình ra bên ngoài mình nhìn về bơi nhé. Nhưng mà cái điều mà làm anh ấn tượng ấy là ngay cả những cái bộ rèm ở đây cũng được gia chủ đầu tư một cách cực kỳ kỹ. Đây này, rèm nhá. Và họa tiết thì cũng có một chút nét dân gian đúng không? Đó, nhìn thấy không? Rèm này, đẹp chưa? Màu sắc rất là đặc trưng. Thường thường ấy là những cái chi tiết này sẽ ít được mọi người chú ý đúng không? Nhưng mà trong căn này thì được làm rất là kỹ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ có thể ngó qua cái khu vực sân vườn ở bên ngoài đi. Thưa quý vị các bạn, là khi mà chúng ta đến đây để mà trải nghiệm cái ngôi nhà này thì chúng ta sẽ có thể được sử dụng cái phần bể bơi vô cực ở bên ngoài. Bể bơi này thì có độ nông sâu khác nhau, phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Có cả bể sục ở đây này, đấy, có cả ghế đu ở bên ngoài. Và tất nhiên rồi, nó cũng có những cái không gian để mà chúng ta có thể ngồi ăn uống ở bên ngoài, phía bên này. Linh thấy sao về không gian này?
xin phép được ngồi đây thư giãn. Thích nhở, lâu lắm mới được ra khỏi thành phố đúng không? Ở đây thì nếu mà phóng tầm mắt ra xa, mọi người sẽ thấy là cái khu vực thung lũng Thanh Xuân ở phía trước mặt của chúng ta, một cái không gian phải nói là rất rộng rãi, rất thoáng mát và cực kỳ là thiên nhiên. Nó là như vậy, đồi núi chập trùng. Sao hôm nay sao em ít nói thế? Hôm nay em đang xin phép được dành một chút thời gian để tận hưởng không khí ở đây. Hôm nay là Khánh Linh đến đúng cái ngôi nhà mà thực sự là kiểu như trong đúng mơ của Linh ấy. À? Đúng kiểu Khánh Linh thích, tức là nó vừa rộng vừa thoáng mà lại được thiết kế theo cách Indochin. Khánh Linh cũng có chia sẻ với mình là sau này nếu mà có mua nhà thì chắc chắn là cái ngôi nhà nó sẽ phải như thế này. Đúng không? Vừa nãy thì anh em mình mới chỉ review và giới thiệu tới mọi người những cái không gian ở phía dưới tầng 1 của ngôi nhà này thôi. Còn ngôi nhà này thì có 2 tầng. Ở không gian bên trên sẽ là không gian dành cho 3 phòng ngủ. Mà ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm. Xin mời. Nhưng mà trước khi lên đến khu vực tầng trên thì chúng ta cũng sẽ không thể quên giới thiệu với mọi người. Lối này trông như là một bức tranh nhưng mà thực ra đây là lối vào trong toilet. Ở cái lối này anh thấy cũng người ta thiết kế cũng khá cầu kỳ này. Đầu tiên ấy là nó có cái độ cao thấp khác nhau. Đây. Đấy, được tạo hình tạo kiểu khác nhau này. Thế xong rồi ở trong này thì lại được giải sỏi. Giải sỏi và lại kiểu hai loại sỏi khác nhau nhá. Trong này là sỏi màu trắng và kích thước nhỏ, còn trong này là sỏi lớn để ở bên trong. Và ngay cả cái góc nhỏ nhỏ cầu thang như này thôi thì cũng đã thấy được cái sự chăm chút của gia chủ dành cho cái ngôi nhà này rồi. Nó được chạy những cái đường viền đèn led ở dưới. Em vừa phát hiện ra một điều, đấy là việc trải sỏi này nó vừa đẹp mà nó còn vừa có tác dụng, đó là che đi những cái chỗ đường điện nước trong khu toilet. Đúng rồi, nữa. Ở trong này có những cái nắp để mình mở ra mình kiểm tra. Như cái khu kỹ thuật ở dưới thì người ta giải sỏi lên. Mọi người có thể tham khảo thiết kế này. Đúng rồi, và ngay cả cái góc nhỏ nhỏ này này thì người ta cũng trồng cái cây dương xỉ này. Cây dương xỉ này thì như nghe đâu đấy cũng đã khoảng tầm hơn 3 tuổi rồi. Có cái tác dụng là lọc không khí ở trong cái khu vực này. Đấy, một cái góc nhỏ nhỏ thôi mà người ta cũng đã chăm chút như thế rồi. Phòng vệ sinh thì có gì hay không? Trong này thì sẽ là phòng vệ sinh chung của khu vực tầng 1. Nhưng mà mình sẽ ngó qua thôi, mình sẽ không cho mọi người xem. Trên tầng còn có những phòng vệ sinh khác nữa. Okay. Rồi bây giờ thì xin mời mọi người hãy cùng đi lên trên tầng cùng anh em của tôi. Hiếm khi nào mà Khánh Linh thấy có một cái cầu thang nào mà nó vừa rộng vừa đẹp theo đúng ý mình. Đẹp thì nhiều rồi nhưng mà đẹp phải đúng ý em cơ. Rộng thật, hai anh em mình đi mà vẫn còn phải cách nhau khoảng 20cm nữa nhỉ? Đúng rất rồi. Rộng, không thể nào mà va được trừ khi cố ý. Và cái mà làm anh ấn tượng nữa, điều làm anh ấn tượng nữa đó chính là cái thiết kế cầu thang rất là sáng, thoáng. Người ta đã hy sinh cả một cái mảng tường này để lắp cái ô cửa sổ rộng như thế này lấy ánh sáng tự nhiên vào bên trong khi di chuyển. Đúng rồi ạ. Không cần bật đèn. Đấy, thứ nhất. Thứ hai nữa là nếu mà sáng quá thì mình có thể kéo rèm xuống. Đúng rồi. Hai bên đều có rèm nhá. Đấy, thôi ví dụ mọi người cơ bản là như vậy thôi. Và phần cầu thang còn có hai chiếc đèn chùm đẹp ơi là đẹp. Đẹp lắm à? Thế đẹp thì lắm. Xin chủ nhà mang xin nhờ một chiếc mang về. Ok, đến không gian ở trên này thì như đã giới thiệu mọi người có 3 phòng ngủ. Bây giờ thì em thích ngó qua cái phòng nào trước nào? Phòng này ạ. Phòng này đi. Ok, mời Linh, mời mọi người. Trong này thì gam màu cũng có khác so với cả ở dưới tầng 1 rồi. Không còn là những màu trung tính kiểu trắng kem be như là tầng 1 nữa, mà trên này chúng ta sẽ thấy là có sự kết hợp của tông màu đỏ rất là nổi bật. Mọi người hãy nhìn đi, phòng ngủ rất là vuông vắn. Thiết kế thì vẫn tương đồng với cả ở dưới tầng 1, nhưng mà mình sẽ thấy là trên này có cả ban công. Ban công mở ra với rất là nhiều cây xanh, rất là nhiều hoa. Hoa giấy. Ở trên này thì được ốp gỗ tối màu, ở dưới kia là gạch bông. Trên này ốp gỗ tạo ra cái sự ấm áp hơn. Màu đỏ cũng mang đến cho chúng ta những cái sắc độ nó khác, cảm nhận khác khi bước vào bên trong này. Có cả phòng vệ sinh khép kín. Từ từ đã. Trước tiên hãy nhìn chiếc tủ quần áo xinh đẹp này đi. Xinh thật. Xinh thật. Công nhận. Em rất là thích những cái đồ nội thất kiểu mây đan như thế này. Đúng đặc trưng của Indochin luôn. Rồi, bây giờ mọi người hãy cùng Khánh Linh vào đây xem toilet có gì hay không. Trong này thì toilet với một mặt tường là kính sẽ lấy được rất là nhiều ánh sáng. Nhưng mà mình nghĩ là để đảm bảo sự riêng tư thì mình có lẽ là phải nên kéo cái rèm này xuống. Trong đây có bồn rửa này, bồn rửa với cái gương và cái phần gạch trang trí cũng rất là cầu kỳ và rất là ăn nhập với cả phong cách thiết kế này. Bồn rửa màu đen, bên ngoài là in hoa, chưa thấy cái bồn rửa như này bao giờ. Quá hay nhỉ? Cái gì cũng chưa thấy bao giờ. Kể cả những chi tiết nhỏ như là vòi nước nhá, hay là cái phần thoát nước này này cũng là màu vàng đồng, rất là ăn nhập. Bên đây chúng ta có toilet nữa và có
gói hoa sen để ngắm đứng. Ôi, gói hoa sen mọi người nhìn này, cứ như kiểu là gói hoa sen ngày xưa ấy, với màu vàng đồng với cả cái họa tiết này là gốm sứ hay là gì đây. Mình sợ mình làm vỡ, mình đã treo vào đây. Đấy, hay lắm. Mọi người hãy thật sự là phải nên đến đây để mà tự trải nghiệm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển sang phòng ngủ bên này đi. Hình như là mỗi phòng ngủ để, sẽ có một cái gam màu khác nhau đúng không? Bên kia là màu đỏ, bên này là kiểu màu xanh. Xanh này giống màu xanh áo bộ đội ngày xưa. Đúng rồi. Thực ra mỗi phòng có một cái gam màu này thì cũng hay. Nó sẽ làm cho chúng ta có những cái cảm xúc khác nhau khi bước vào bên trong này. Chắc là như vừa nãy Khánh Linh cũng vừa giới thiệu mọi người rồi, cái phần nội thất ở bên trong thì nó cũng tương tự nhau thôi. Những cái phòng ngủ thì có thêm cả cái phần phào để ngăn chia những cái mảng tường bên này. Sao? Ở bên ngoài có ban công à? Vâng ạ, ngoài này có ban công vẫn nhìn ra khu vực thung lũng Thanh Xuân và núi đồi chập trùng xanh mát. Đó. Ở bên trong này thì cũng có thêm một phòng vệ sinh khép kín nữa, mọi người có thể ngó qua. Đó, phòng vệ sinh này có khác với phòng vệ sinh nãy em vừa review không? Phòng vệ sinh này không khác tí nào. Vẫn thế à? Không khác tí nào. Vẫn có cái vách ngăn ở đây đúng không? Đừng tắm ở trong kia. Các cái chi tiết thiết bị vệ sinh thì sẽ được mạ đồng à? Mạ đồng. Thì đúng kiểu phong cách Indochine. Nói chung là phòng nhà này thì tuân thủ theo cái phong cách Indochine một cách tuyệt đối. Ngay cả những cái phần trần ở đây người ta cũng ốp gỗ này, gỗ đèn này. Đấy, thể hiện cái sự chăm chút nhá. Rồi, còn một phòng ngủ cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm. Xin mời. Rồi, bây giờ mời mọi người sẽ cùng ngó với anh em chúng tôi cái phòng ngủ cuối cùng của ngôi nhà này. À, phòng vệ sinh này có một số những cái điểm khác biệt này. À, trong này có bồn tắm. Trong này có bồn tắm và chúng ta có thể, đúng rồi, vẫn có một ô cửa có thể nhìn ra được bên ngoài. Bồn tắm này, bên trên là có vòi hoa sen. Các thiết bị thì vẫn như vậy. Và phải nói là mọi cái chi tiết trong này đều được chăm chút rất là cẩn thận. Có cả bình hoa trang trí luôn. Đấy. Và cũng hay ở chỗ là ở bên ngoài xem bên trong tắm được. Nhưng mà có, anh nghĩ là phải có rèm đúng không? Chắc chắn là phải có rèm ạ. Kéo xuống để đảm bảo sự riêng tư. Ở phòng ngủ này thì cũng có cái thiết kế tương tự như là những cái phòng ngủ ở bên kia thôi. Không có quá nhiều điểm khác biệt. Giường đúng đặc trưng của Indochine nhỉ? Em rất là thích chiếc giường này. Thành giường kiểu như thế này. Ngày xưa anh nghĩ là cái khí hậu nhiệt đới Việt Nam ấy là nhiều côn trùng, muỗi cọc mắc màn. Cho nên là phải có cái này để mình mắc màn, đúng không nhỉ? Nếu như không đúng thì mọi người có thể góp ý với anh em chúng tôi. Nhưng mà chiếc giường này thực sự là nhìn đã thấy là nằm rất thoải mái rồi này. Ở hai bên đầu giường thì có cái kệ và có cả đèn đọc sách. Mình sẽ cho mọi người thấy cái điểm đặc biệt. Cái này là làm bằng giấy. Hay nhỉ? Đúng rồi, mọi người phải tiến lại gần để mà xem. Mọi người hãy đi ra đây. Đây là một chiếc đèn làm bằng giấy bìa các tông đấy. Xong ghép lại với nhau đúng không? Đúng rồi ạ. Rất đơn giản thôi. Ok, nhìn hay thật. Hay nhỉ? Bây giờ phát hiện ra. Và điều đặc biệt cuối cùng của căn phòng này thì nó có một cái phần ban công ở phía bên ngoài để chúng ta có thể đứng hóng gió. Ơi, không khí miễn phí ở ngoài này, xin mời mọi người ra đây hít thở cùng anh em chúng tôi. Chiu. Bên dưới chúng ta chính là thung lũng Thanh Xuân. Em cứ mở rộng ra đấy cho nó đẹp. Rồi, phía xa xa kia như đã giới thiệu mọi người lúc nãy là thung lũng Thanh Xuân. Đưa em về Thanh Xuân, chắc là đưa về đây. Không biết là ngày hôm nay sau khi cùng Khánh Linh đi trải nghiệm căn biệt thự này, căn biệt thự tháng 7 thì anh Di có cảm nhận như thế nào? Hôm nay hỏi anh trước à? Ok, nếu như mà Khánh Linh đã hỏi thì mình cũng xin chia sẻ những cái suy nghĩ của mình về ngôi nhà này ngày hôm nay. Thì đầu tiên đây là một ngôi nhà mà nó có cái thiết kế rất là đặc biệt đúng không? Đúng là cái thiết kế Khánh Linh yêu thích, phong cách Indochine. Mấy cái phần diện tích ở bên trong rất đầy đủ, phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, không gian bên ngoài, bể bơi, chỗ nướng thịt, ba phòng ngủ. Thì nó sẽ đặc biệt phù hợp với cả những cái gia đình nào mà khoảng 3 thế hệ hoặc là những nhóm bạn nào mà đi chơi khoảng 3 đôi với nhau thì rất là phù hợp. Và với cái mức chi phí nó chỉ khoảng 4 triệu rưỡi ở trong tuần và 8 triệu rưỡi cuối tuần ở tại thời điểm mùa dịch này thì mình nghĩ rằng đây là một cái lựa chọn rất là hợp lý nếu như mọi người đang không biết đi đâu chơi trong cái khoảng thời gian này. Và bên cạnh đó thì những cái thiết kế cũng như là những cái bố cục trong căn nhà này thì mọi người hoàn toàn có thể tham khảo và để áp dụng vào công trình trong tương lai của mình chẳng hạn. Cũng hay. Nhưng mà đấy là những cái suy nghĩ và cảm nhận như của anh em chúng tôi thôi. Còn thực sự cái cảm nhận về ngôi nhà này như thế nào thì chắc hẳn là phải dành cho mọi người đến đây có những cái cảm nhận của riêng mình đúng không? Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay của nhà F. Nhà F hy vọng là sẽ còn gặp lại mọi người trong chương trình tiếp theo. Và trong thời gian đó thì nhớ đăng ký, subscribe, ủng hộ anh em chúng tôi.
Còn bây giờ thì xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.